Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, bắt đầu ngày 1 tháng 8 năm 2011, Chính phủ Malaysia đã triển khai chương trình ân xá để hợp pháp hóa các công nhân đang lao động bất hợp pháp trên xứ này. Từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 8 là thời gian để các công nhân bất hợp pháp ra đăng ký. Sau đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, các cơ quan thẩm quyền của Malaysia tiến hành song song hai bước ân xá và hợp pháp hóa cho người lao động. Chương trình sẽ được chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. Nếu sau thời điểm này, công nhân nào vẫn chưa có giấy tờ lao động hợp pháp thì sẽ bị trục xuất về nước. Tại sao chính quyền Malaysia lại phải áp dụng chính sách này? Nó có ảnh hưởng gì đến số phận của trên 50.000 công nhân Việt Nam đang lao động trên đất Mã? Qua bài tường thuật gồm hai phần của thông tin viên Tường An, xin mời quý khán giả theo dõi một số thảm cảnh não lòng qua lời kể của một số công nhân đã ra trình diện theo lời kêu gọi của chính phủ Malaysia. Theo chính sách xóa đói, giảm nghèo bằng chương trình xuất khẩu lao động của chính phủ Việt Nam, khắp nơi rộ lên cơn sốt ra nước ngoài làm việc với hy vọng thoát được cái nghèo. Trong đó, Malaysia là một thị trường hấp dẫn cho giới nông dân, thành phần nghèo nhất trong xã hội Việt Nam. Bởi công nhân đi Malaysia lao động không đòi hỏi tay nghề, chi phí thấp và không cần học tiếng Mã. Với những dòng chữ kêu gọi hấp dẫn của các công ty môi giới như xuất khẩu lao động tại Malaysia, không những mang lại lợi ích về kinh tế, rèn luyện cho người lao động tác phong công nghiệp, mà còn giúp cho họ có một nghề nhất định cho bản thân khi về nước, hoặc đi xuất khẩu lao động tại Malaysia, cơ hội thoát nghèo, v.v. Bị lôi cuốn bởi những lời kêu gọi hấp dẫn đó, hàng chục ngàn thanh niên từ Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên, Thái Bình đã bỏ làng mạc thân yêu, ra đi, mong nắm bắt cơ hội để nhanh chóng thoát cảnh nghèo, như lời hứa hẹn của các công ty môi giới, dù phải cầm nhà, thế đất, mượn nợ để thực hiện giấc mơ đổi đời. Nhưng trên thực tế, những gì đã chờ đợi những người nông dân chất phác này trên mảnh đất xa lạ ấy? Đến nơi, họ bị bắt phải ký hoặc lăn tay vào những hợp đồng mà bản thân họ cũng không biết được nội dung. Sau đó, chủ nhân tịch thu hộ chiếu để họ không thể bỏ đi dù có bị hành hạ, ngược đãi. Khi biết mình bị công ty môi giới lừa thì đã trễ, gọi về thì không ai trả lời. Nếu có người bắt máy thì câu trả lời thường là qua bên đó thì công ty môi giới bên đó lo, bên đây không còn trách nhiệm nữa. Anh Ai Dìn, quê ở Phú Thọ, than thở. Lúc em qua thì công ty môi giới bảo là sang bên này làm gỗ ép điện tử, lương tối thiểu là 720 đồng. Nhưng mà đến lúc em qua bên này rồi làm được nửa tháng rồi, bọn em biết là lương thấp vậy. Bọn em gọi về môi giới Việt Nam thì nó lại thấy xin rồi, không gọi được nữa. Công ty môi giới Việt Nam IMS ở quận Thanh Xuân, gọi là nó bắn mình qua đây, xong là nó lấy tiền, được tiền đấy là nó đổi sim cho bọn em gọi máy không được nữa. Sau khi bị lừa bởi các công ty môi giới, đồng hương của chính mình, công nhân Việt Nam còn bị lừa bởi các chủ nhân ông người Tàu giàu có trên đất Mã. Năm sau tháng này nó không trả lương cho bọn này rồi, bọn này nó cứ tiết tiền, nó không đi, thấy là nó chủ lừa thôi. Họ phải làm việc từ 12 đến 15 tiếng mỗi ngày nhưng không được trả tiền phụ trội. Chị Dung, quê ở Thanh Hóa, kể. Em ký hợp đồng là có OT với có tiền thưởng, tiền nọ, tiền kia, nhưng mà thực tế vào công ty em làm 2 năm chả có cái ưu đãi gì. OT cũng không có, có nghĩa là tiền sắp ca không có tiền. Em bố em nghỉ một ngày hoặc 2 ngày, khi này em nghỉ em không đi làm, em không có tiền rồi, đi xuống còn cắt tiền nữa cơ. Cuốn sách của em mỗi tháng mấy chục ly ấy. Có những trường hợp vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, như tình trạng của công nhân công ty xuất khẩu linh kiện điện tử Minak ở Melaka. Công nhân tại đây phải mua thực phẩm, nhu yếu phẩm trong một cửa hàng do nhân viên người Ấn của công ty quản lý với giá rất đắt hơn ngoài chợ hoặc các cửa hàng khác. Nếu mua tại các cửa hàng khác thì sẽ bị cha con nhân viên này chửi mắng, thậm chí đánh đập. Một công nhân giấu tên cho biết. Và em ở đây thì công ty nó có thuê người quản lý riêng đấy chị. Thì ông ấy là người cho công ty thuê nhà ký túc xá và là người đưa đón với em đi làm. Theo em được biết thì ông ấy cũng ở đấy làm để là chủ xã hội đen của cái bang Malaysia đấy chị. Thì ông ấy có một cái quán riêng đấy thì bọn em chỉ được mua quán hàng nhà họ thôi, không được phép vào quán khác. Thậm chí ở đây cứ thứ tư một tuần có chợ lên nó họp đấy, bọn em cũng không được ăn ngon luôn. Ví dụ như cái nhà ông không có mà những bên quán khác có thì bọn em cũng không tăng mua. Là mua trong quán nhà ông ấy thì đấy thì đắt hơn ở ngoài rất là nhiều. Theo lời kể của một nhân chứng, một công nhân Việt Nam mua một thẻ điện thoại ở cửa hàng khác, khi về đến ký túc xá, bị cha con người quản lý chặn lại và đánh đến hộc máu mồm trước sự chứng kiến của nhiều công nhân khác mà không ai dám can thiệp.
Công ty này có trên 300 công nhân Việt Nam làm việc, thế mà không một ai dám lên tiếng về sự bất công này. Phải khó khăn lắm, chúng tôi mới tìm được một nữ công nhân dám nói lên sự thật. Vậy em đi mua một quán đây để xong về đến cửa nhà đấy thì nó thu lại, xong nó gọi người ra mắng, thậm chí còn đánh chửi có gì. Và em ở đây thì không ai dám nói ra cả, bởi vì là ai cũng như ai thôi. Ở đây thì có người Myanmar, người Việt mình và người Nepal, người Bangladesh, tất cả ai dám cãi lại hết. Tiền lương quá thấp, bị lừa gạt, bị đối xử bất công, bị hạ nhục nhân phẩm là những lý do chính để các công nhân này phải bỏ công ty trốn đi. Mặc dù biết trốn đi là sống cuộc đời bất hợp pháp, nhưng họ không còn sự chọn lựa nào khác. Một công nhân đã trốn đi và bị bắt vào tù cho biết: có một lần con biểu là con không đi làm được một tháng, tù nó không cho con nghỉ phép và tù nó đã xử đưa con mà phạt con một ngày 50 đi ít và con không có tiền ra, con phải bỏ đi tiếp tục làm việc chứ không có tiền. Trở về quê hương thì xấu hổ, họ chỉ còn một lựa chọn: con làm công ty Enta thì công ty cũng làm ăn được, thì xấu hổ làm ăn không được thì em bỏ ra ngoài. Trước khi em sang thì môi giới họ mở này, sang công ty này công việc nó ổn định, nhiều tiền rất nhiều. Sau khi em cùng sang, em thì là người ở đây hơi thiếu may mắn một chút. Công ty thì nó có nhiều công đoạn đấy, thì em vào với công đoạn mà công ty bán năm thì giỏi lắm được một hoặc hai tháng ở công ty. Lúc em mới sang làm xong thì trả nợ tiền qua đây đấy chị, trừ 100 thì em còn lại được khoảng 170 ạ. Tiền ăn nó cứ thì không đủ được, khi em phải đi vay mượn nó thì nó có tự nghĩ chán quá thì sang đây mình đi kiếm tiền, sang đây mình đi vay tiền ăn này thì gần một năm rồi chị. Đến Mã Lai tháng 7 năm 2005, anh công nhân A Diền bị chủ nhân hãng gỗ Trinh Pong Tram lừa với những lời hứa hẹn anh cũng phải trốn ra ngoài. Công ty gỗ bọn em làm mệt lắm chị ạ, mà lương tháng có 500 tinh thôi. Bọn em ăn xong rồi có đồng nào gửi về đâu, còn cắt 100 thuế nữa có bao 400 đồng thì ăn hết rồi. Về sau lương thấp quá thì hết hợp đồng 4 năm rồi em bỏ ra ngoài được 2 năm rồi chị ạ. Chị Dung đến Mã Lai năm 2006, làm việc được 2 năm, bỏ ra ngoài được 3 năm, cho biết: em cũng là người ra ngoài chị ạ, ra ngoài mấy năm nay rồi. Trước đây em sang công ty em làm lương rất là thấp mà chủ không tốt thì bọn em ra ngoài nhiều lắm. Em ký hợp đồng là có OT với có tiền thưởng, tiền nọ tiền kia, nhưng mà thực tế có tháng thậm chí có 250-250 tiền Mã Lai thì chị ạ. Chỉ hơn tiền kiểu tiền Việt Nam thôi, giờ bọn em cứ ra ngoài. Bọn em đi một cái nhà để chị em ở chung, phần lớn người Việt Nam mình ra ngoài rất là nhiều tiền. Từ Việt Nam bị công ty môi giới lừa, rồi qua đến Mã Lai lại bị chủ nhân lừa bằng những lời hứa hẹn suông, là nguyên nhân khiến cho anh Hoàng cùng 5 anh em khác làm cho công ty xây dựng tại bang Ipoh cũng phải trốn ra ngoài sau một năm chịu đựng. Ở Việt Nam thì em có hợp đồng với công ty là em làm không phải làm ở ngoài trời, em làm trong nhà, thì em sang bên này thì em phải đi làm ở ngoài trời làm công ty xây dựng. Đấy là điều thứ nhất, điều thứ hai nữa, em sang bên này thì xa nhà xa cửa mấy tháng chẳng có người Việt Nam cả, em làm một mình. Tiền lương thì 2-3 tháng nó chẳng trả tiền lương, cả tuần là cho ứng lúc này dinh tiền ăn thôi chị ạ. Khổ quá thì em phải bỏ ra ngoài, em bỏ ra ngoài em làm thầy cao đấy, em làm trần nhà chị ạ. Em đi làm thầy cao được mấy tháng thế bạn em bị công an bắt. Và lúc đêm 2 giờ thì công an vào nó bắt một người, còn lại 3 anh em thì mỗi người một đường đi rồi chị ạ. Để có thể yên ổn làm việc một cách bất hợp pháp, đôi khi họ phải hối lộ cho cảnh sát Mã Lai. Nó kiểm tra giấy tờ nhưng không có giấy tờ kẹp vào hơi đồng như tính nước mà. Đấy là cái bọn nó đi xe máy thì ạ. Cái bọn đi ô tô đi xe thường là nó tích luôn. Và nhưng mà em một ít gặp chúng nó 7 năm sau đó em đối diện với công an có 2 lần. Và dĩ nhiên họ phải chấp nhận mời bạc đãi của chủ nhân để có thể ở lại trên đất Mã làm việc. Công việc rất là không lớn như đi công ty, nhưng công ty thì còn có nhiều công dân khác cả, thì mình xin nghỉ một ngày 2 ngày thì nó rất là đơn giản. Ví dụ em bây giờ làm gà đã phản thì chú em nó mổ rất là nhiều gà, nhưng mà chỉ có một người em làm thôi. Nhưng mà bây giờ em mình xin nghỉ 1-2 ngày rất là khó khăn, để em làm 1 tháng em nghỉ được 2 ngày ấy chứ. Trong những hoàn cảnh nghiệt ngã ấy, chương trình ân xá của chính phủ Mã Lai có phải là một lối thoát cho những công nhân bất hạnh này? Xin mời quý khán giả theo dõi tiếp phần 2. Thưa quý vị, tại Malaysia, số lượng công nhân bỏ công ty trốn ra ngoài để tìm việc làm khác chiếm tỷ lệ khá cao. Trong phần đầu, quý khán giả đã có dịp tìm hiểu tại sao công nhân Việt Nam phải trốn ra ngoài để làm việc qua lời tâm tình của một số công nhân. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 để xem chương trình ân xá của chính phủ Malaysia có phải là một lối thoát cho người lao động Việt Nam tại xứ này hay không. Tường An trình bày tiếp chi tiết như sau.
Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Mã Lai, tổng số công nhân lao động bất hợp pháp tại Mã Lai tính đến cuối tháng 9 năm 2011 là 1,3 triệu người. Trong đó, công nhân Việt Nam lao động bất hợp pháp là 13.515 người. Với mục đích tăng cường sự quản lý và ngăn chặn các tội phạm liên quan đến vấn đề nhập cư, từ ngày 1 tháng 8, chính quyền Mã Lai đã công bố chính sách ân xá và hợp thức hóa giấy tờ cho những công nhân này. Chính sách này đã đáp ứng được nguyện vọng của công nhân đang phải sống ngoài vòng kiểm soát của chính quyền Mã Lai, nên hàng chục ngàn công nhân đã ra trình diện để mong được hợp thức hóa tình trạng làm việc của mình. Chị Dung được biết tin này trên đài truyền hình. Là vừa rồi là anh có thông báo là cho người Việt Nam mình nộp hộ chiếu ở bên nước Mã chị, các nước Liban, Indo, Việt Nam, tất cả các nước là đều làm hộ chiếu cả, chứ không riêng mình Việt Nam mình chị ạ. Chị là vừa rồi thông báo trên TV rồi, những cái người tàu biết tiếng họ nói là con này không làm hộ chiếu là bắt cái nộp chiếu, nghĩa là nếu mà không làm hộ chiếu nó bắt được là nó đưa đi tù. Cái tin vẫn còn thì khắp cái nước Mã Lai tất cả mọi người ra ngoài là em nghĩ chắc phải đến 80-90% đã làm hộ chiếu rồi chị ạ. Qua công ty môi giới của người Tàu, chị Dung cũng đã ra trình diện lấy dấu vân tay để làm lại hộ chiếu. Chị xin vào làm cho hãng dép với điều kiện như sau. Chính em cũng mang đến chỗ môi giới lấy giấy vân tay với lại đóng mấy trăm tiền Malai thôi. Em xin vào cái trường dép làm thì anh bảo không hộ chiếu là không chấp nhận. Mày vào cửa sau làm á thì đi lấy dấu vân tay làm hộ chiếu đi, rồi tao cho mày một nửa tiền, còn một nửa là mày phải chịu những hàng tháng là tao cắt của mày mấy trăm. Em bảo là tao đã lấy dấu vân tay rồi, tao đóng 350 rồi. Thì em đưa đến cái giấy thì anh nhận em vào làm, thì anh nói là có hôm sau mới có hộ chiếu kìa. Tức là em mới có nộp có 350, nhưng mà với cái giá hộ chiếu là 3.800, em mới làm tháng này tháng lương đầu tiên chưa lấy lương này, không biết có phát triển hộ chiếu không thì em chưa biết tiền. Chi phí để làm hộ chiếu cũng rất là tùy tiện, có nơi chỉ đóng 2.400 ringgit, nhưng có nơi là phải đóng đến 4.000 ringgit. Tùy chủ nhân hứa là sẽ đóng cho một nửa, nhưng 2.000 ringgit cũng là một số tiền quá lớn đối với tiền lương ít ỏi của anh công nhân Ajin. Chủ nó bảo là nếu em đăng ký lấy dấu vân tay làm hộ chiếu thì chủ nó bảo là 4.000, em chịu một nửa, chủ chịu một nửa, em chịu 2.000, nó chịu 2.000 ạ. Có chủ nó tốt đấy, nói cắt 1.200 thì chủ chịu một nửa, mình chịu một nửa mà là 2.400. Nhưng mà của em nó là bảo là cắt 2.000, em thấy cao quá. Và vì không thể trả nổi số tiền 2.000 ringgit để làm hộ chiếu, anh Ajin cũng dự định lại một lần nữa bỏ đi để tìm một nơi làm khác. Nếu không tìm được chủ mới, anh đành phải chấp nhận trở về nước. Em mới lấy dấu vân tay ở bang Ipo chị ạ. Không biết là bây giờ em đi chỗ khác có thể em làm được không? Em định là nếu mà chủ nó bảo 2.000 thì em đi chỗ khác làm được, em làm không làm được em về chị ạ. Các công nhân Việt Nam tại Mã Lai hầu như không có một thông tin chính xác nào, không có một giải thích rõ ràng nào từ chính quyền Mã Lai cũng như Tòa đại sứ Việt Nam. Họ không được hướng dẫn rõ ràng về các thủ tục hành chính trong chính sách 6B của chính quyền Mã Lai, tức là lấy dấu tay, phân loại, ân xá và trục xuất. Phần lớn họ đều rất hoang mang về số phận của mình. Hầu như các công nhân Việt Nam đều không đến tòa đại sứ để làm hộ chiếu, mà họ làm qua các công ty môi giới của người Tàu. Em cũng chả biết như thế nào mà tất cả người Việt Nam mình là làm như các cái văn phòng, các cái trụ sở của quan Tàu nó mở ra vậy, chứ có làm ở Việt Nam. Con đường làm lại hộ chiếu qua tòa đại sứ Việt Nam tại Mã Lai cũng không phải dễ dàng, cũng phải nhờ vả, cũng phải quen biết, và nhất là cũng không phải là con đường rẻ nhất cho những công nhân nghèo khổ. Bạn bè của em lên đại sứ làm cũng đắt lắm chị ạ, không biết là mình không quen biết là sao cũng 3.000 đô, đấy đó cũng qua đường dây này, đường dây nọ mới tới đại sứ, chứ không phải là mình tự vào thẳng, vì mình không quen biết mà, lại qua người này dẫn dắt đi đến đó làm, rồi cũng người Việt thôi dẫn dắt đi vào đấy làm nào cũng mất 3.000 đô chị ạ. Để có thể làm lại hộ chiếu ở tòa đại sứ thì công nhân phải có giấy giới thiệu của chủ nhân, mà chủ nhân thì không muốn cấp giấy giới thiệu, và không có giấy giới thiệu của chủ nhân thì không làm được hộ chiếu, và không có hộ chiếu thì không có việc làm. Người công nhân tội nghiệp cứ phải xoay trong cái vòng lẩn quẩn, tối mù như thân phận của họ. Chung quanh họ tất cả đều muốn làm khó dễ để có thể kiếm tiền trên mồ hôi và nước mắt của người lao động Việt Nam. Đi lên tòa đại sứ thì làm thì phải có thư bảo lãnh của chủ cũng mới làm được hộ chiếu kìa. Nếu mà mình không có thư bảo lãnh của chủ thì lại không làm được hộ chiếu. Thư bảo lãnh đấy lại còn phải bao gồm cả cái photo, cái giấy phép kinh doanh của nó, mẹ với lại chứng minh nhân dân photo của nó, nó cơ nhưng nó không đồng ý cho mình đến chỗ đấy. Mà nếu như mà không có thư bảo lãnh thì có được về Việt Nam kìa. Lại thêm một lần nữa, công nhân bị chủ nhân lừa với những lời hứa hẹn cầm chừng để giữ chân họ lại bán sức lao động với đồng lương rẻ mạt. Trường hợp em thì ngày xưa anh
chủ nó có nói với em là em làm đây được 1 năm thì nó cho em 1-2 nghìn gì đấy, nhưng giờ em làm đây được 1 năm rồi này. Nó nói là nó lo giấy tờ cho em, chủ nó bảo nó phủ nhưng mà em chưa rõ được chị. Chắc bọn em muốn bỏ đi giờ chủ này, em làm 4-5 tháng nay rồi không trả tiền bọn em. Cứ hôm nay hỏi nó bảo ngày mai hỏi nó bảo ngày kia. Chủ nhân cứ giả vờ hứa hẹn để họ cứ phải làm việc không lương. Công nhân Việt Nam bị chủ nhân lừa một cách trắng trợn mà không biết phải kêu cứu với ai. Nó cứ lừa, nó tự đi làm hộ chiếu cho, là nó cứ lừa cho làm thôi chứ nó. Nó có gì là nó không làm hộ chiếu cho mà nó cũng không trả lương kiểu đấy. Thì nó cứ giữ lại, nó cứ bảo là nay trả lương, còn hộ chiếu nó tự làm cho, nó cứ nói thế. Mà nó cũng không trả lương để cho công nhân đi. Bây giờ là nó chẳng cho công nhân thu nào hết. Nó bao ăn bao ở, nó cứ làm thôi. Thì còn nó trả cho đi mà nó cũng trả cho những cái thứ đấy để mình đi làm hộ chiếu. Có nghĩa là chủ nó lừa. Sau khi lấy dấu vân tay, công nhân bất hợp pháp sẽ được cấp cho một loại giấy chứng nhận. Nếu được một công ty nhận thì chủ nhân công ty này sẽ làm lại hộ chiếu khác cho công nhân. May mắn thì tìm được người chủ chịu trả cho phân nửa tiền hộ chiếu. Nếu không, công nhân phải mượn nợ công ty để trả. Và nếu không trả nổi tiền làm hộ chiếu thì với tờ giấy đăng ký, công nhân phải tự mua vé máy bay trở về nước, chấm dứt giấc mộng xuất khẩu lao động. Chủ nó gọi một thằng môi giới đến đưa nhân đi vào đồn cảnh sát lấy dấu vân tay để mà cấp lại hộ chiếu người ra ngoài không có hộ chiếu đấy. Một là cấp lại hộ chiếu, hai là để chính phủ Malaysia nó nắm biết thông tin để biết là có bao nhiêu số lượng người sống bất hợp pháp ở Malaysia này đó. Bây giờ là muốn một là có người sử dụng phải có hộ chiếu, nếu mà không làm tờ giấy này nó cho về đấy, nó đuổi về ấy. Dùng tờ giấy này về bây giờ có hơn $100 thôi chị ạ. Mình là về đến Nội Bài mình đó. Đến cuối năm 2011, chính sách hợp pháp hóa cho công nhân trốn ra ngoài sẽ chấm dứt và chính phủ Mã Lai sẽ bắt đầu những cuộc truy lùng. Nếu bắt được, hình phạt là nhốt tù và phạt tiền. Ông chiến dịch này mà không làm hộ chiếu thì là nó chết mẹ. Ông nghĩa là hết cái đợt người ta làm hộ chiếu này, những cái người ra ngoài mà không làm hết đợt này là nó chết mẹ. Nó mà bắt được mà người không có hộ chiếu mà không làm hộ chiếu là nó từ 2 năm và phạt 10.000. Bộ Nội vụ Mã Lai cho biết tính đến tháng 11 đã có tổng cộng 25.561 người lao động bất hợp pháp đã rời nước này theo chương trình 6P, trong đó có 930 người Việt Nam. Ngoài ra, có 27.514 công nhân Việt Nam đã làm xong thủ tục hợp thức hóa với 2.208 chủ sử dụng lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, các thể thức hợp pháp hóa cho đến nay vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Công nhân không được hướng dẫn rõ ràng về các thủ tục hành chính nên đa số vẫn còn rất hoang mang, cầm nhà, thế đất, bỏ quê hương, bỏ ruộng vườn ra đi chỉ để mong tìm được một cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo khó. Thế nhưng, sau bao nhiêu năm vất vả ở xứ người, họ lại phải trở về quê hương với hai bàn tay trắng. Cái hy vọng đổi đời ở một thiên đường xuất khẩu lao động với nhiều công nhân chỉ còn là một ảo vọng. Tường An, Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, đã hơn 20 năm trôi qua kể từ khi chế độ hạ khắc Khmer Đỏ ở Campuchia chấm dứt. Những đau thương tưởng chừng như cũng kết thúc tại đất nước nhỏ bé xinh đẹp này. Thế nhưng, một báo cáo gần đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế lại cho thấy hàng chục ngàn người Campuchia ngày nay đang phải đối mặt với những vụ cưỡng bức đất đai, chịu mất nhà, ruộng vườn, gia đình ly tán vì chính phủ lấy đất của họ để chia cho các công ty. Người phụ nữ Campuchia là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất, nhưng cũng là những người đấu tranh mạnh mẽ nhất với chính quyền để đòi hỏi quyền lợi không chỉ cho họ, gia đình họ, mà còn cho cả cộng đồng. Mời quý vị nghe Việt Hà trình bày vấn đề này như sau. Nụ cười nở rạng trên gương mặt khắc khổ, già hơn cái tuổi 48 của Hội Mây khi cô múa điệu múa truyền thống của người Campuchia. Thật khó có thể tưởng tượng nổi những gì mà Mây đã trải qua trong suốt hơn 3 năm qua, nếu chỉ nhìn vào gương mặt và nghe tiếng cười hạnh phúc của cô lúc này. Mây là một trong số 214 nạn nhân bị mất nhà, mất đất tại Lang Vo, tỉnh Ota Minchay, miền Tây Bắc Campuchia. Mây sinh ra và lớn lên tại Lang Vo. Nhà cô có đất trồng lúa, mọi người ai cũng đủ ăn, và cô đã sống rất hạnh phúc, yên ổn với chồng và con của mình. Con là dân biểu tình. Thì đây là một cái ghi nhận mà chúng ta cũng phải chú ý. Những người biểu tình này, thấu hiểu của họ là chúng ta là 99%, có nghĩa là chúng ta là 99%, còn dân số còn lại của nước Mỹ trừ đi 1% thiểu số là vô cùng giàu có Hoa Kỳ. Nhưng vấn đề được đặt ra là trong thời gian vừa qua chúng thấy là lực lượng cảnh sát họ phải
giải tán đám biểu tình, đôi khi có những cái xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình. Nhưng vấn đề được đặt ra là cảnh sát cũng là thuộc trong cái số 99%. Và cũng trên trang nhất của tờ Việt Báo cũng có phần tin là Mỹ xin tặng Indonesia 16 chiếc F-16 để kình với Trung Quốc. Cái chuyện Mỹ xin tặng chuyện này thì có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ tìm mọi cách gọi là can thiệp vào cái khu vực ở khu vực Biển Đông. Và một cái phần tin khác, chắc là nhiều người cư dân của California cũng như là nhiều chúng ta sống trên Hoa Kỳ cũng quan tâm là tháng 11 là cái tháng xiết nhà cao kỷ lục trong vòng mấy tháng vừa qua. Có cái tin trên tờ Việt Báo sang qua tờ Biển Đông, thưa quý vị. Bản tin được đưa lên trên tờ Biển Đông trên trang nhất là Anh và Mỹ đã lên tiếng che chắc cái bầu cử ở Nga là gian lận. Chi tiết chúng ta sẽ nói như thế nào. Và đồng thời cũng trên tờ Biển Đông này cũng có một cái phần bài viết nói về vai trò của cảnh sát là một thành phần của 99%. Ở đây thưa quý vị cũng để một cái hình ảnh là những người biểu tình và những người cảnh sát đứng ngăn chặn cái sự biểu tình đó. Và những người biểu tình này thường nếu theo nói cái quan điểm là 99% thì là những người biểu tình này, những người cảnh sát cũng nằm trong cái số 99% này. Và trên tờ Sài Gòn nhỏ thưa quý vị thì có một cái tựa đề là nước Mỹ kỷ niệm 50 năm phán quyết về màu da. Và chắc đây là một cái chủ đề mà tất cả chúng ta là cái người thiểu số Hoa Kỳ chúng ta cũng nên rất là quan tâm. Trở lại chừng năm thời thập niên 60-50 trở về trước, người da màu, người da đen không được bước chung với xe bus của người da trắng. Nhờ những cái phong trào mà đấu tranh dân quyền mà điển hình là với một nhân vật rất là nổi tiếng, đó là mục sư Luther King. Thì đây là một cái chuyện này để chúng ta ngày hôm nay có một cái sự tương đối là bình đẳng và được đối xử công bằng trước luật pháp, là do một thời gian dài những cái cộng đồng của người Mỹ da đen họ đã đấu tranh rất là lâu dài. Để chúng ta đừng nghĩ rằng là màu da vàng chúng ta không có bị kỳ thị. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của những người Trung Hoa mà sang qua đất nước này để mà họ xây dựng cái đường xe lửa, cũng như cái chuyện khi mà Thế chiến thứ hai xảy ra, nguyên một cái cộng đồng Nhật Bản phải đi vào các trại tập trung vì những cái nghi kỵ về khi mà đệ nhị Thế chiến xảy ra, Nhật Bản là quốc gia đối thủ của Hoa Kỳ, thì những người mặc dù là người Nhật, người Mỹ gốc Nhật sống tại miền Tây của Hoa Kỳ, tất cả mọi người đó đều phải đi vào trại tập trung. Và chuyện đó là sau mấy chục năm sau mới được chính phủ Hoa Kỳ xin lỗi cho cái câu chuyện này. Và thưa quý vị, đó là những cái phần tin mà trong các báo của cộng đồng Việt Nam. Và trên tờ Los Angeles Times có một cái bài viết nói về cái đơn vị cuối cùng của Hoa Kỳ trong cái mùa năm nay rút quân từ Iraq sang Kuwait, từ đó trở về Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chúng ta đều biết là trong năm nay Hoa Kỳ rút 30.000 quân từ Iraq trở về. Và quý vị, vừa rồi đó là những cái tin chính trong các tờ báo chính của trong cộng đồng Việt Nam cũng như là trên tờ Los Angeles Times. Và chúng tôi xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng Radio Sài Gòn TV, và sau đó phần sau những phần thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với cái một điểm tin đầu ngày. Xin cảm ơn quý vị. Medical Group một tuần. Tháng 12, thưa quý vị, bây giờ là 7:01 ngay trong phòng thu hình của đài Liên Lạc Sài Gòn TV phát đi từ miền Nam California, và quý vị có thể theo dõi ở miền Nam California, quý vị có thể theo dõi qua channel 44.4 và trên Hoa Kỳ và toàn khỏi Hoa Kỳ và Canada, quý vị có thể xem chương trình của Liên Lạc Sài Gòn qua hệ thống Galaxy 19 và trên mạng lưới toàn cầu tại Liên Lạc Sài Gòn TV.net. Và thưa quý vị, để mở đầu cho cái chương trình điểm tin và điểm báo ngày hôm nay, chúng tôi đi sơ lược qua những cái tin mà đáng chú ý trong đăng trên các tờ báo của cộng đồng. Và trước khi đó thì chúng tôi chắc chắn là phải được quý vị một cái bản tin liên quan đến cái chuyện đang xảy ra về tình hình thời tiết ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trên màn ảnh quý vị sẽ được thấy đây là hình ảnh thu được ở tiểu bang North Carolina.
gần tới Salop, chúng ta thấy là mùa đông tuyết đang thổi, đang đổ xuống, nhưng có những cơn gió rất mạnh thổi trên khu vực này. Và những quý vị ở miền Lạnh chắc chắn quý vị đều biết cái chữ là windchill, có nghĩa là một cái hiệu ứng về gió trong vùng Lạnh. Thí dụ trong trong cái miền ấm có thể chúng ta chưa biết được điều này, nhưng mà quý vị ở miền Lạnh chắc chắn ai cũng biết là cái nhiệt độ trung bình đang đo được là, thí dụ chúng ta thí dụ là 32 độ F, có nghĩa là 0 độ C. Nhưng nếu mà khi trời gió mà thổi ngang qua cái khu vực thì thưa quý vị, thì cái sức gió thổi đi như vậy nó sẽ khiến cho cái sự mà cảm thấy lạnh nó còn lạnh hơn nữa. Thí dụ như là nhiệt độ đo là 32 độ, nhưng mà nếu tùy theo cơn gió, nhưng mà gió mạnh hay gió nhẹ mà chúng ta đứng ở ngoài, chúng ta sẽ cảm giác cái nhiệt độ nó còn thấp hơn rất là nhiều, nhiều khi còn thấp hơn cả vài chục độ nữa. Thì trong khi các cái miền miền đông của Hoa Kỳ thì đang nằm trong cơn gió lạnh, thì thưa quý vị, ở Hawaii, xin quý vị xem cái hình ảnh Hawaii, thì một ngọn núi lửa ở một cái hòn đảo ở Hawaii đang cháy, và chúng ta thấy những cái phún thạch nó đang phun ra, và cái dung nham này đang chảy ở trên một cái hòn đảo tầm chục cái tiểu bang ở Hawaii. Và thưa quý vị, một nơi thì đang lạnh, thì vùng này có nghĩa là đang nóng bỏng vì núi lửa. Và cái chuyện này là xảy ra rất là thường xuyên ở những cái khu vực này. Và chúng ta biết rằng là trên khu vực Thái Bình Dương là rất nhiều, coi như là rất nhiều hòn đảo, là coi như là những hòn đảo tạo bởi những cái núi lửa. Thì là đây là một trong những hòn đảo mà được hình thành bởi cái chuyện núi lửa này. Thì khí hậu của chúng ta California ngày hôm nay thì phải nói là rất là không có gì để mà chúng ta complain hay là chúng ta chê trách hay chúng ta than phiền. Vì những gì mà chúng ta biết được ngày hôm nay thì nhiệt độ California sáng hôm nay khoảng chừng 60-65 độ. Thì là so với rất nhiều nơi thì chúng ta rất là ấm áp và rất là hạnh phúc, bình yên. Chỉ có nền kinh tế là đáng nói. Và thưa quý vị, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cái bản tin chính của trong các tờ báo của cộng đồng Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi có trên tay tờ Người Việt, trên trang nhất của tờ Người Việt có một cái bức hình nói đến cái sự tưởng niệm ngày hôm qua về cái trận đánh tấn công của Nhật vào Pearl Harbor, tức là trận đánh ở trên Châu Cảng. Và cái trận đánh này chúng ta đều biết là mở màn cho Hoa Kỳ bước vào đệ nhị thế chiến. Thì ngày hôm qua cái ngày tưởng niệm xảy ra được diễn ra trên toàn quốc Hoa Kỳ, và đương nhiên đặc biệt ở tại khu vực ở bên Pearl Harbor. Và trong trên trang nhất của tờ Người Việt cũng có cái bản tin liên quan đến tình hình chiến ở Biển Đông, căng thẳng ở Biển Đông, có là Việt Nam mua thêm 2 chiếc chiến hạm Jaguar 3.9 của Nga. Chúng ta biết trong thời gian vừa qua thì Việt Nam đã mua 2 chiếc và bây giờ sẽ mua thêm 2 chiếc nữa. Và một cái bản tin khác nói về chuyện tài tử Đơn Dương. Thì thưa quý vị, những cái bản tin trên nhiều phương tiện truyền thông ngày hôm qua nói rằng là tài tử Đơn Dương này là đã qua đời. Nhưng trên trang nhất của báo Người Việt ngày hôm nay thì có đề là tài tử Đơn Dương đang trong tình trạng hôn mê. Chuyện này hư thực như thế nào? Chắc là quý vị lấy một tờ Người Việt để xem coi nó như thế nào. Và một cái bản tin khác cũng đáng chú ý trên cái bình diện thế giới, cũng trên trang nhất của tờ Người Việt, nói về ông cựu tổng bí thư Liên Xô là ông Mikhail Gorbachev đã tuyên đòi là nước Nga nên bầu cử lại sau những cái tố cáo cái cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật vừa rồi là gian lận. Và cái chuyện này hiện tại đang gây rất là nhiều xáo trộn trên thế giới và trên bình diện ngoại giao của Nga và Hoa Kỳ. Sang tờ Việt báo, và trên một bản tin cho thấy là Tổng thống Obama tuyên bố là chia phần công bằng về kinh tế, và Tổng thống Obama đã hứa ra cái luật trừng phạt gian lận của Wall Street. Cái chuyện mà buôn bán cổ phiếu rồi hay là những cái thủ đoạn mà nâng giá và xuống giá như thế nào trong thời gian vừa qua với cái sự khủng đưa đến sự khủng hoảng cũng có góp phần rất là lớn vào của các tập đoàn tài phiệt buôn bán chứng khoán. Và trên trang nhất của tờ qua ngày và chiếu đi cái tình người, nhất là trong cái giáo dục của cộng sản, quý vị thấy không dạy môn đức dục, chỉ dạy về chính trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Thật ra thì làm gì có Hồ Chí Minh có tư tưởng, đấy là đi ăn cắp và đạo văn cũng như là thơ từ của Hồ Chí Minh
đều là những cái đường lối tuyên truyền rẻ tiền của cộng sản nhồi sọ các trẻ con. Mỗi một lớp học đều có một lớp chính trị học. Tại sao chúng không thay cái lớp chính trị đó bằng cái lớp đức dụng để dạy cho trẻ con có tình yêu tha nhân như là một cái nền văn minh nhân bản của Hoa Kỳ và ở các quốc gia tự do tân tiến khác? Bên cạnh em bé Angela Jang 17 tuổi, lại thêm một em bé người Trung Hoa nữa, người Mỹ gốc Trung Hoa, không ở tiểu bang Cali mà ở mãi tiểu bang Tennessee, thành phố có tên là Oak Ridge. Như chúng tôi đã thưa là cái giải thưởng về các nhà khoa học trẻ tuổi, khoa học gia trẻ tuổi của Simon Foundation. $100,000 dành cho một cá nhân xuất sắc khám phá ra những cái phát minh để có thể giúp ích cho đời. $100,000 khác dành cho một toán gọi là team. Năm nay cái giải thưởng về team cũng tìm ra một cái phát minh về khoa học. Đó là hai học sinh, một Mỹ và một Trung Hoa. Một em lớp người Mỹ tên là Cassie Kane và một em người Mỹ gốc Trung Hoa là Yu Yun Liu, cũng là 17 tuổi. Và hai em cũng đã chia sẻ cái giải $100,000 học bổng. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút. Một vài cơ sở thương mại bảo trợ cho chương trình để chúng tôi có thêm phương tiện giúp cho đài để đưa những cái tin hay, tin vui đến cho khán giả. Xin cảm ơn quý vị. Gần 20%. Từ 2008 đến 2009, mức nhiều nhất trên 20%. Và từ 2009-2010, mất vào khoảng 18%. Tổng kết lại, từ năm 2007 cho đến bây giờ, giá nhà Hoa Kỳ giảm trung bình từ 30 cho đến 60% tùy theo các địa phương. Và bây giờ căn cứ vào phúc trình của Bộ Thương mại thì cái gọi là price to rent ratio, tức là cái tỷ lệ vấn đề giá nhà đi thuê, giờ này họ thấy nó bắt đầu cao hơn là giá nhà mua. Chẳng hạn quý vị vừa thuê một căn nhà, hiện nay chúng ta cứ nói vùng Orange County của chúng ta và vùng phụ cận như là vùng LA hay là San Bernardino, thì một căn nhà 3 phòng ngủ trung bình 1,500 cho đến 1,800. Một căn nhà 4 phòng ngủ trung bình từ 1,600 cho đến 2,200, tùy theo thành phố. Và nếu chúng ta mua một căn nhà 3 phòng ngủ, bây giờ ở những thành phố Orange County hay là Los Angeles hay là San Bernardino, thì theo như Bộ Thương mại cho biết, giá trung bình từ 300, có lúc thành phố thấp như là những thành phố ở Fontana, San Bernardino chỉ còn vào khoảng độ 150 cho đến 200. Thì cái payment của một người trả nhà mortgage thì tốn vào khoảng độ 1,000 cho đến 1,200. Còn khi chúng ta đi thuê nhà thì phải trả từ 1,500 cho đến 1,800 tùy theo ở các thành phố. Từ cái sự kiện đó họ cho thấy giá nhà từ từ nó sẽ ngừng. Nhưng đến bây giờ câu hỏi, còn xuống không? Dạ thưa còn. Theo như lời tường trình của ký giả Henry Blockett với National Real Estate Association thì cho biết là giá nhà sẽ xuống thêm 2.5% vào năm 2012 tới đây. Rồi từ cái chỗ 2.5% đó cộng thêm bây giờ thì có những căn nhà xuống đến 60-70% như các thành phố bị sa sút hiện nay như là San Bernardino, Fontana v.v. là những cái vùng phụ cận của Orange County. Còn nếu chúng ta nói đến những cái thành phố ngoài ô của Las Vegas, của những cái vùng như Michigan, Detroit, chúng tôi đã tường trình với quý vị trong tuần qua, thì có những căn nhà bây giờ xuống coi như hầu như là 100%. Tại sao vậy? Chắc quý vị còn nhớ có những căn nhà mà chúng tôi tường trình trong bản tin về vấn đề kinh tế trong tuần trước. Có những căn nhà chỉ cần mua với $1 tượng trưng.
Nhưng mà cái số tiền sửa có thể lên đến vài nghìn, nếu không muốn nói đôi khi lên đến cả chục nghìn. Có những căn nhà trước kia 200-300 nghìn, đến giờ này có thể người mua chỉ tốn có mỗi tiền giấy tờ, gọi là reverse concession. Nói tóm lại, kinh tế của Hoa Kỳ, nếu như Tổng thống Obama từ hôm nay cho đến mùa hè năm 2012 không giảm được người thất nghiệp xuống còn 7-8 chấm, thì vấn đề tranh cử của ông nhiệm kỳ 2 rất khó thành công. Cho nên chắc quý vị không ngạc nhiên trong 2 ngày qua là Quốc hội của Hoa Kỳ bên đảng Dân Chủ đang cố gắng compromise, tức là đang cố gắng tìm một giải pháp thỏa thuận với bên Cộng Hòa. Về vấn đề gì thưa quý vị? Về vấn đề thuế. Theo như hiến pháp hiện nay thì vào lúc 12 giờ đêm ngày 31 tháng 12 sắp tới đây, nếu không cải tổ luật thuế má thì cái luật thuế trước năm 2010 sẽ được áp dụng cho những người làm lương trên 250.000, cho những người làm trên 1 triệu đô la. Còn nếu có thể compromise, thỏa thuận với Đảng Cộng Hòa thì cái sự mà thay đổi thuế nó sẽ không diễn ra. Lý do tại sao? Cho quý vị còn nhớ là vào năm 2001 cho đến 2010, Tổng thống George W. Bush đã ký một nghị định là bỏ qua cái vấn đề đóng thuế cho những công nhân trung lưu và thượng lưu của Hoa Kỳ. Những người làm từ 250.000 trở lên và 500.000 nếu có vợ chồng, và những người làm trên 1 triệu thì tạm thời không phải trả thuế để họ có thể thêm vốn đầu tư tạo ra công ăn việc làm. Đến khi Tổng thống Obama lên cầm quyền vào tháng Giêng năm 2009 thì đến tháng 6 lại có cuộc tranh cãi về vấn đề là có nên tiếp tục duy trì cái luật 10 năm miễn thuế đó hay không. Cuối cùng đến tháng 9 vừa qua thì các nhà làm luật đã hợp tác với đảng bên Đảng Cộng Hòa là đồng ý để chúng ta duy trì đến 31 tháng 12 năm 2010. Hôm nay thời hạn sắp đến, và theo lời tuyên bố của Thượng nghị sĩ Richard Harris, là ông chủ tịch của khối đa số dân chủ của Thượng viện, tuyên bố là Đảng Dân Chủ sẵn sàng thỏa thuận với Đảng Cộng Hòa để có thể triển hạn thêm cái vấn đề miễn thuế cho người giàu một thời gian nữa. Tuy nhiên, phải đóng một chút tượng trưng, câu số 1. Câu số 2 là phải đưa ra những cái luật thuế mới. Thì cái sự kiện này bây giờ đang còn được bàn cãi, vì từ hôm nay đến 31 tháng 12, chúng ta cũng còn vào khoảng trên hơn nửa tháng. Đó là một cái sự kiện mà ông Tổng thống Obama cũng đang cố gắng để thuyết phục Đảng Cộng Hòa có thể hợp tác trong cái ngân quỹ 443 tỷ đô la mà ông đã xin Cộng Hòa, xin Dân Chủ để cấp lo ra cái gọi là Jobs Bill, là một cái ngân sách để tạo ra công ăn việc làm. Mà đến giờ này cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa vẫn say no. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi là xin phép tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Một con người có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là ông ta tham quyền cố vị, ông mắc cái bệnh của Cộng sản là muốn cai trị muôn năm, đè đầu đè cổ dân chúng rốt nát của những quốc gia nghèo đói không đáng kể. Nhưng mà Nga Xô đến giờ này họ cũng đã học được khôn phần nào của người Hoa Kỳ. Cho nên trong cái cuộc bầu cử vừa qua, Vladimir Putin, lãnh tụ của một cái đảng mà đang cầm quyền gọi là United Russia, tức là cái đảng liên hiệp Nga Xô, cái đảng liên hiệp Nga Xô này đã bị mất số ghế thê thảm. Chúng tôi cũng đã tường trình với quý vị vào năm 2007, cuộc bầu cử quốc hội Duma của Nga Xô, thì cái đảng của Vladimir Putin khi đó ông đang là tổng thống, và bầu trở lại thì ông đã hết nhiệm kỳ, cho nên ông mới đưa đàn em đang làm thủ tướng là Medvedev ra tranh cử tổng thống độc chiến. Cuối cùng thì ông Medvedev đã thắng cử tổng thống
với một điều kiện phải bổ nhiệm ông Putin trở lại cái chức thủ tướng. Đó là một cái trò hề của các quốc gia Âu Tây, họ rất là khinh miệt Putin nói riêng và dân chúng Nga Xô nói chung, chứng tỏ dân chúng Nga Xô vẫn còn tốt, chưa hiểu được thế nào là dân chủ. Đây là một cái trò ma giáo. Nhưng mà ngày đó dân chúng Nga Xô vẫn còn u muội, cho nên đã có 64.6% dân Nga Xô bỏ phiếu cho đảng của Putin, đó là đảng Liên Hiệp Nga Xô. Hôm nay bầu cử trở lại thì người ta lại thấy có một điều này nữa, là sau khi Medvedev lên làm tổng thống, Putin là thủ tướng, mới đẩy Medvedev ra lệnh cho quốc hội lúc bây giờ là đa số tuyệt đối với 65%, gần 65% tổng số ghế trên 450 ghế của Duma của Nga Xô. Họ có thể là mưa làm gió mà không gặp đối thủ. Đã ra lệnh cho Medvedev là phải cải tổ hiến pháp, tu chính để thay nhiệm kỳ một tổng thống từ 4 năm lên đến 6 năm và vẫn sống được 2 nhiệm kỳ, và cái hiệu lực là kể từ năm 2012, có nghĩa là Medvedev chỉ được có 4 năm, không được 6 năm. Hôm nay kết quả bầu cử đã đưa ra 99% số phiếu, cho thấy là đảng United Russia của ông Putin chỉ được có 49.4%, có nghĩa là chưa được nửa số ghế trong quốc hội Duma. Và bên cạnh cái số phiếu đau khổ này, Putin còn bị mang tiếng ba điều. Thứ nhất là mánh mung, có nghĩa là bỏ tiền cho cái đảng gọi là United Russia đi vận động miễn phí. Thứ hai, đưa lên truyền hình miễn phí, dành cho cái đảng của ông rất nhiều quảng cáo. Cái thứ ba là gian lận cho đàn em công an nhân dân đi tới những cái thùng phiếu ngoại ô hẻo lánh, vứt cái số phiếu của đồng bào bỏ vào trong thùng, mà lại đưa một cái thùng phiếu mới với đầy đủ số phiếu 100% dành cho đảng United Russia. Cái sự kiện này đã bị các nhà phân tích tình báo, phân tích chính trị của Âu Châu do ông Ramushin đưa đến để quan sát. Vì vậy cho nên dân chúng Nga bất mãn. Ngày hôm Chủ nhật vừa qua đến thứ hai, đã có hàng chục ngàn người xuống đường ở thủ đô Mặc Tư Hoa là Moscow và thành phố lớn thứ nhì St. Petersburg, lên đến 5-6 nghìn người. Dân chúng đã xô sát với công an cảnh sát của Putin. Kết quả 300 người đã bị bắt, nhốt, và 2 người đầu nọc, tức là 2 cái người mà đứng ra tổ chức cái cuộc biểu tình này, đã bị tòa hôm thứ Ba ngày hôm qua xử án 15 ngày tù. Và đây là một cái sự kiện mà làm cho cả thế giới khinh bỉ Vladimir Putin. 2 cái người đầu nọc, tức là lãnh tụ đối lập, mà tổ chức biểu tình có cái tên là Ilya Yashin và người thứ nhì là Alex Navalov. 2 người này đã bị tòa án Mặc Tư Hoa kết án 15 ngày tù ngày hôm qua để làm gương. Còn ở bên thành phố St. Petersburg đã có 200 người bị bắt và cái số người đang chờ ra tòa vào khoảng đầu nọc 12 người. Sau cái sự kiện này xảy ra thì Liên minh châu Âu cho biết là Nga Xô đã phải gia tăng 51.500 nhân viên cảnh sát nổi và chìm để đàn áp và kiểm soát bỏ phiếu. Vì vậy bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang có cuộc thăm viếng ở quốc gia Liên Xô cũ, đó là Lithuania. Bà tuyên bố rằng Vladimir Putin nên mở cuộc điều tra về những cái cáo giác cho rằng có gian lận trong cuộc bầu cử nếu Vladimir Putin là một người thật thà. Trong khi đó thì ký giả hỏi ông cựu tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô cũ, đó là ông Mikhail Gorbachev, đang về hưu ở ngoại ô Leningrad. Ông vẫn chưa có dân chủ thực sự, thì ngày đó chứng tỏ cái chính quyền hiện tại
vẫn còn sợ dân chúng. Và ông không tin là dưới cái chính quyền hiện nay để chúng ta có được một cái sự dân chủ thực sự. Bây giờ chúng ta qua câu chuyện tiếp theo liên quan đến Hoa Kỳ. Theo như ký giả Alexander Johnson của tờ New York Times tường trình với một bản tin từ tiểu bang Tennessee cho biết là ở thành phố South Fulton, ngày hôm qua có câu chuyện buồn cười lắm, là có một căn mobile home bị cháy. Chủ nhà tên là bà Bell đã gọi điện thoại cho 911 và xe cứu hỏa đến nơi. Nhưng khi đến nơi thì xe cứu hỏa và nhân viên đứng nhìn cho căn nhà cháy rụi và không xịt nước để mà dập tắt ngọn lửa. Báo chí thấy vậy mới hỏi tại sao, thì các nhân viên cứu hỏa nói rằng cái gia đình bà Bell này mỗi một năm chỉ có $75 lệ phí phòng hỏa mà bà không đóng, thì chúng tôi không đủ khả năng để làm việc khi luật đã ra rồi. Sau đó báo chí bất mãn tìm đến ông thị trưởng của thành phố Fulton là ông David Crocker. Thì ông David Crocker nó bảo đúng, cái thành phố của chúng tôi là thành phố South Fulton. Là đếm ngược, tức là nói theo người Mỹ countdown, thì hôm nay chỉ còn 24 ngày nữa là chấm dứt năm 2011 để chúng ta chuẩn bị đón một năm mới. Hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2011. Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ tại miền Đông Hoa Kỳ và cũng là 11 giờ tại Canada. Quý khán giả vẫn đang xem chương trình phát hình của Little Sài Gòn TV trên hệ thống truyền hình 44.4 tại Los Angeles, California, hệ thống truyền hình Galaxy 19 tại 50 tiểu bang nước Mỹ và tại Canada, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu littlesaigontv.net. Anh Mai Phi Long có nhớ hôm nay là ngày gì? Thưa anh Thái, hôm nay là ngày 7 tháng 12, một cái lịch kỳ lịch sử của Hoa Kỳ, cuộc tấn công trên Châu Cảng. 70 năm trước, đúng, ngày hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 1941, các máy bay cất cánh từ một hàng không mẫu hạm của quân đội Nhật Bản đã tấn công Pearl Harbor, tức là chân châu cảng của Hoa Kỳ, nằm ở tiểu bang Ohio. Xin lỗi quý vị, nằm ở thành phố Oahu, tiểu bang Hawaii, và đã khiến cho Hoa Kỳ bắt buộc phải tham dự trận đại nhiệt thế chiến. Thưa quý vị, 7 giờ 40 phút sáng hôm nay tính theo giờ tại miền Đông Hoa Kỳ thì toàn thể nước Mỹ đã có một phút để nhớ đến những người thiệt mạng trong cái trận chiến chân châu cảng. Tin cho biết là ngay tại khu vực Pearl Harbor, Arizona, đó là một cái nơi, một cái chiến hạm Arizona bị chìm với 1.120 thủy thủ bị thiệt mạng và khoảng 3.000 quan khách, các viên chức của chính phủ tiểu bang cũng như là báo chí đã tề tựu ở đây. Và 15 phút sau đó là 7 giờ 55 phút tính theo giờ tại miền Đông nước Mỹ, tất cả mọi người đã dành một phút im lặng để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong trận tấn công này. Tin cho biết là cứ mỗi một năm thì đúng vào giờ phút này, khi mà trận chân châu cảng diễn ra những năm trước 1941, thì người dân tại Hawaii đều đến cái khu vực này để thả xuống những cái hoa vòng hoa để hy vọng rằng linh hồn của những người mà bị chết một cách tức tưởi trong trận chân châu cảng có thể siêu thoát. Những người nào đã từng đến tiểu bang Oahu, xin lỗi quý khán giả, đảo Oahu của tiểu bang Hawaii, thì đều biết rằng đó có một cái địa danh rất nổi tiếng nằm gần phi trường Hawaii, đó là Arizona Memorial. Tại chỗ đó người ta bắt ngang, xây ngang một cái cầu, đứng ở trên cái cầu đó nhìn xuống dưới nước biển trong vắt sẽ thấy cái chiến hạm Arizona nằm chìm ở phía dưới. Và đúng sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, khi mà hải quân của Nhật Bản đã dùng máy bay để tấn công chân châu cảng và 1.102 thủy thủ đã chết theo con tàu, và cho tới phút này thì hài cốt của họ vẫn nằm sâu dưới đáy biển. Người ta vẫn có thể quan sát được những cái giọt dầu từ chiếc chiến hạm Arizona đó thỉnh thoảng vẫn rỉ ra ngoài và nổi lên trên mặt biển. Thì có nhiều người mang một cái niềm tin tôn giáo thì cho rằng những người chết tức tưởi đó vẫn chưa siêu thoát, cho nên đó là cái biểu hiện linh hồn của họ còn
vương vất đâu đó trong cái vùng biển khu vực Trân Châu Cảng. Thưa quý vị, trong cái vụ tấn công Trân Châu Cảng đó thì phía Hoa Kỳ thiệt mạng khoảng chừng 2.390 binh sĩ thuộc lực lượng hải quân. Và chính cái cuộc tấn công này đã khiến cho Hoa Kỳ bắt tham gia vào đệ nhị thế chiến đánh lại Nhật Bản. Và về phía Nhật, cái thương vong của Nhật trong cái vụ này thì vì do Nhật là tấn công bất ngờ, phía Nhật thương vong coi so với phía Hoa Kỳ thì coi như rất là nhỏ. Bên phía Nhật chỉ có khoảng chừng 29 máy bay bị mất và 4 chiếc tàu ngầm loại mini bỏ túi, cùng với 65 người bị thương vong. Và về phía Hoa Kỳ, về cái thiệt hại về tài sản, về cái lực lượng hải quân của Hoa Kỳ thì 4 cái thiết giáp hạm Hoa Kỳ, có trong đó có chiếc Arizona mà anh Thái có đề cập đến, thì 4 chiếc thiết giáp hạm của Mỹ và 4 chiếc khác, và trong những số đó thì cũng có 2 chiếc được câu lên để mà tái hoạt động trở lại. Tuy nhiên cái chiếc Arizona là không thể, không có cách gì mà phục hồi được để hoạt động trở lại. Và như anh Thái nói, bây giờ vẫn trở thành một cái bảo tàng, như là bảo tàng chìm kỷ niệm cái cuộc chiến. Thì không biết anh Thái, tôi biết rằng là ngày xưa anh Thái có sống ở Hawaii, chắc chắn là cũng đến thăm cái khu vực này, thì cái cảm giác của anh khi anh đến nhìn cái chiến trường xưa, cái bảo tàng mà mình biết chắc là nhìn được trong con tàu đó vẫn còn những cái thủy thủ còn xác nằm trong đó, anh cảm giác như thế nào? Tâm trạng của tất cả những người mà đến Arizona Memorial tại Hawaii, phải nói rằng nước Nhật đã có một sai lầm lớn lao khi mà để cho Đô đốc Yamamoto chỉ huy cái lực lượng không quân và của cái chiếc hàng không mẫu hạm Nhật đánh vào Arizona ngày 7 tháng 12 năm 1941. Bởi vì sau này một số những người Nhật, trí thức Nhật Bản và những nhà nghiên cứu, khi mà họ đến Mỹ nhiều lần, họ đã phải thốt ra một câu rằng đáng tiếc là giới tướng lãnh của quân Việt Nhật lúc đó ít có người đã được sang Mỹ để nhìn tận mắt cái sự lớn mạnh của nước Mỹ. Cái giá mà họ có được kiến thức đó thì họ không dại gì chọc vào một cái thế lực mạnh đến như thế trên thế giới này. Và quân Việt Nhật lúc đó nghĩ rằng họ phải tấn công một nước Mỹ để chế ngự khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Nhưng mà thưa quý khán giả, cái người mà tư lệnh cái mặt trận đánh Trân Châu Cảng là đô đốc Yamamoto của Nhật. Anh Mai Phi Long có biết số phận của Yamamoto sau này là sao? Như ông ta bị kết án là một tội nhân tội phạm chiến tranh hay là không? Nào là không có Yamamoto thường xuyên bay trong những chiếc máy bay khu trục và có những máy bay hộ tống bay ngang khu vực Á Châu Thái Bình Dương sau trận Trân Châu Cảng để mà quan sát trận địa cái vùng Á Châu Thái Bình Dương này, và tình báo của Hoa Kỳ đã intercept, tức là đã bắt được cái làn sóng liên lạc bằng vô tuyến của Yamamoto với các đơn vị phía dưới đất, cho nên đã cho một cái phi đội nằm phục tại một cái khu vực Thái Bình Dương. Và khi mà Yamamoto đi với một cái đoàn máy bay mấy chiếc bay ngang khu vực đó thì đã bị những khu trục cơ của Hoa Kỳ bắn hạ. Đó là một trong những cái thất bại lớn lao của Bộ Tư lệnh quân Việt Nhật lượng lúc đó. Đó là chưa kể sau cái trận Trân Châu Cảng thì cái trận Nimitz, hải quân của Nhật Bản đã đánh tan hạm đội của Nhật, hải quân của Mỹ đã đánh tan hạm đội của Nhật tại khu vực này. Nhưng mà nói về giai đoạn lịch sử này thì chúng ta cũng đừng quên là có một thời gian các dân tộc Á Đông, ở trong đó có Việt Nam, đã nghĩ tới một cái giải pháp Đại Đông Á mà do Nhật đưa ra để chiêu dụ các dân tộc Á Châu. Bởi vì chúng ta nhớ là trong năm 1905, lúc đó ở trong lúc mà Việt Nam chúng ta vẫn còn hết sức là nghèo nàn lạc hậu đó, thì chiến hạm của Nhật Bản đã phục kích ngay tại cái eo biển Đối Mã, đánh tan một hạm đội của Nga. Cho nên lúc đó nó mang đến một cái tinh thần rất phấn khởi cho các dân tộc Á Đông, cho rằng người Á Đông da vàng quý tẹt nhỏ con nhưng mà vẫn có khả năng quật khởi để đánh tan một cái hạm đội lớn như vậy của Sa Hoàng, tức là của nước Nga đó. Và Nhật Bản muốn dựa theo tinh thần đó để lập ra một cái Đại Đông Á. Quý khán giả đang xem hình ảnh của Tổng thống Hoa Kỳ, đây là ông Truman, ông Roosevelt, xin lỗi, đang đọc cái bài diễn văn trước Quốc hội Mỹ và tuyên chiến với quân Việt Nhật Bản sau trận Trân Châu Cảng. Thì trở lại cái vụ eo biển Đối Mã và trận hải chiến năm 1905, thì quân Việt Nhật đã bắt đầu từ đó và họ nghĩ rằng họ phải lấn ra ngoài biển.
để họ chiếm đóng những quốc gia xung quanh. Cho nên Nhật Bản đã cùng với phe Đức và phe Ý lập ra một cái trục quốc xã. Nhật đã đưa quân đến chiếm Mãn Châu của Trung Quốc, đánh qua phía bên Triều Tiên để chiếm Đài Loan và chiếm đóng Việt Nam, gây ra cái chết trong cái trận đạn đói rét dậu 1945 của Việt Nam, mà hàng triệu đồng bào Việt Nam của chúng ta đã bị chết. Thì quân Việt Nhật sau đó đã bị lãnh một cái hậu quả, đó là quyết định của Hoa Kỳ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Chỉ trong vòng 3 ngày thôi, hai cái thành phố Hiroshima và Nagasaki đã tan thành bình địa. Cái lúc mà quả bom đầu tiên rớt xuống Hiroshima thì toàn bộ Bộ Tư lệnh Quân Việt của Nhật ngay tại Tokyo bảo rằng họ hoàn toàn không bắt liên lạc với Hiroshima nữa. Và những chiếc máy bay quan sát của Nhật Bản từ xa bay đến thì họ bảo rằng họ có cảm tưởng chứng kiến một cái cảnh địa ngục trên trần gian này, bởi vì toàn thành phố bốc cháy và đã có hơn 100.000 người chết ngay lúc đầu tiên khi quả bom phát nổ. Mà quân Việt Nhật lúc đó cũng chưa chấp nhận đầu hàng, cho nên Hoa Kỳ đã buộc lòng phải thả một quả bom thứ hai 3 ngày sau đó xuống Nagasaki. Thì Nhật Hoàng đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, nhưng mà sau này người dân Nhật cảm ơn một người Mỹ vô cùng, đó là Thống tướng MacArthur. Chính ông MacArthur là cái người mà đứng ra chấp nhận cái sự đầu hàng của quân Việt Nhật, nhưng mà ông đã có một cử chỉ hết sức là tây phương. Ông để cho các tướng lãnh đầu hàng, nhưng mà ông không bắt gọi là Hoàng đế Hirohito, lúc đó là người gọi là biểu tượng cho tinh thần của dân Nhật, phải đứng ra đầu hàng quân đội Mỹ. Cho nên dân Nhật mang ơn ông. Và ngoài ra, ngay sau khi mà quân đội Mỹ vào chiếm nước Nhật, ông đô đốc, xin lỗi, ông thống chế MacArthur đã sửa đổi hiến pháp của Nhật Bản, và điều đầu tiên là cho nam nữ bình quyền. Cho nên phụ nữ Nhật bây giờ cứ nói tới MacArthur là họ bày tỏ một cái lòng kính trọng vô cùng. Đó là cái lịch sử trong mối quan hệ giữa Nhật và nước Mỹ. Sau cái sự đầu hàng vô điều kiện thì bây giờ năm 2001 Nhật Bản đã trở thành một đồng minh thân thiết với Hoa Kỳ tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Trở lại cái tin về cái chuyện tấn công tân Châu Châu Cảng, anh Thái có nhớ không biết đây có phải là giai thoại hay là một cái sự thật. Sau khi mà tấn công Trân Châu Cảng xong thì ông Yamamoto có nói một câu là khá để đời, là tôi nghĩ rằng là chúng ta vừa mới đánh thức một con khổng con quái vật. Đó là mấy câu mà trong những cái cuốn sách ghi lại của Nhật Bản đều nói về cái tâm trạng của Yamamoto sau khi quyết định đánh trận Trân Châu Cảng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại một điểm báo và tổng hợp tin tức ngay của Little Sun TV sau ít phút quảng cáo. TV sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin trong ngày. Công an Hà Nội vừa thả một số linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo xứ Thái Hà bị bắt buổi chiều cùng ngày hôm thứ Năm. Trước đó khoảng 30 người gồm hai linh mục, một thầy phó tế và một giáo dân trên đường từ trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về nhà thờ Thái Hà đã bị một lực lượng đông đảo công an sắc phục, mật vụ và dân phòng chặn lại để bắt giữ. Một số người đã bị hành hung và bị thương nặng như thầy phó tế An Tôn Tạng, giáo dân Anna Hoàng Thị Sinh. Theo các bản tin trên các báo điện tử Chúa Cứu Thế .com và Nữ Vương Công Lý, khoảng 8:30 sáng ngày thứ Sáu 2/12, linh mục Nguyễn Văn Phượng, chính xứ Thái Hà, linh mục Lương Văn Long, tu sĩ Vũ Văn Bằng cũng như một đoàn công giáo, giáo dân tập trung ở tượng đài Lý Thái Tổ rồi đi bộ tới trụ sở Ủy ban Nhân thành phố để trao đơn đòi hỏi nhà cầm quyền trả lại khu đất và tu viện đang bị nhà cầm quyền chiếm bất hợp pháp. Trên đường trở về đến đoạn Tràng Thi Bà Triệu thì công an Hà Nội huy động rất nhiều lực lượng dùng dùi cui xông vào trấn áp thô bạo, bắt đi một số linh mục và giáo dân. Họ bị dồn lên xe buýt đưa tới giam giữ ở trại phục hồi nhân phẩm ở xã Lộc Hà, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Trong số những người bị đàn áp nặng tay có cả linh mục Nguyễn Văn Phượng. Tin tức ban đầu nói rằng sức khỏe của cha có vẻ nguy kịch và ông bị ngất đi. Đến 17 giờ cùng ngày thì họ đã được thả hết. Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Sáu loan báo giới chủ nhân đã tạo thêm 120.000 công việc làm trong tháng qua sau khi tạo 100.000 việc làm khác hồi tháng 10. Tuy tin này là điều vui mừng cho dân chúng Mỹ, giới chuyên gia kinh tế nói rằng số công việc làm tạo ra vẫn chưa đạt được mức lớn lao để đưa nước Mỹ ra khỏi tình trạng suy thoái.
Mức thất nghiệp nay giảm xuống còn 8.6% sau nhiều tháng ở con số 9% trong hầu như suốt năm 2011. Mức thất nghiệp trong tháng 11 là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 3 năm 2009. Mức độ thất nghiệp suy giảm một phần là vì có thêm nhiều người kiếm được việc làm, nhưng cũng do khoảng 315.000 người rút ra khỏi thị trường lao động. Và mức độ thất nghiệp chỉ tính theo số người tích cực đi tính kiếm việc làm. Con số về công việc làm trong tháng 11 cũng cho thấy nhu cầu của Tổng thống Obama là phải đưa ra thêm các nỗ lực kích thích kinh tế để nhanh chóng có được sự hồi sinh của nền kinh tế trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Về vấn đề phải có hành động của chính phủ để kích thích kinh tế, hiện đang có một số chuyển động chính trị ở Washington nhằm gia hạn việc giảm thuế sổ lương sắp hết hạn vào cuối tháng này. Các nhà kinh tế cảnh cáo rằng nếu chấm dứt việc giảm thuế trong lúc này sẽ gây khó khăn cho cả nỗ lực tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế. Thượng viện Hoa Kỳ chiều thứ Năm đã đồng thuận biện pháp trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương của Iran nhằm giảm xuất cảng dầu lửa và do đó khiến Iran thiếu tiền cho chương trình nguyên tử và hỏa tiễn. Iran là quốc gia xuất cảng dầu thô đứng hàng thứ 3 trên thế giới và thu nhập về dầu thô chiếm tới hơn 50% ngân sách quốc gia. Biện pháp của Thượng viện Hoa Kỳ khiến Iran không thể dùng chương mục ở các ngân hàng Hoa Kỳ trong việc mua bán với các công ty nước ngoài. Tuy nhiên, giới hành pháp Hoa Kỳ lo ngại biện pháp này sẽ làm rạn nứt liên minh quốc tế đang tạo áp lực với Iran, vì Iran là một nguồn cung ứng năng lượng quan trọng cho Âu Châu và Á Châu, đồng thời có thể khiến giá dầu thô lên. Trong khi đó, tại Tehran, giáo chủ Ahmad Khatami nói chuyện trước các tín đồ trong buổi lễ cầu nguyện hôm thứ Sáu, cảnh cáo các nước Âu Châu và Liên Hiệp Quốc chớ có hành động ủng hộ Anh. Dân quân Basiji và những sinh viên quá khích đã tấn công đập phá tòa đại sứ Anh ở Iran hôm thứ Ba. Phản ứng lại, Anh và nhiều quốc gia châu Âu đã rút ngoại giao đoàn về và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mạnh mẽ lên án vụ tấn công. Anh cũng trục xuất phái đoàn ngoại giao Iran ở London và cùng với các nước Âu Châu dự tính gia tăng những biện pháp trừng phạt khác. Dân chúng Nga sẽ đi bầu quốc hội mới vào Chủ nhật 4 tháng 12 tới với một tâm trạng không mấy phấn khởi. Đảng Thống nhất Nga đang cầm quyền chắc chắn sẽ chiếm đa số, dù rằng những thăm dò dư luận gần đây cho thấy mức ủng hộ của dân chúng đối với Thủ tướng Vladimir Putin sẽ ứng cử Tổng thống trở lại tháng 3 năm tới đã giảm sút nhiều. Các quan sát viên độc lập nói là từ lâu trong thực tế Đảng Thống nhất Nga không khác gì đảng của giới lãnh đạo thời chính quyền Xô Viết. Một số những đảng khác được dựng lên thật ra là con lối của Điện Kremlin. Nhiều chính trị gia đối lập như Boris Nemtsov, cựu phó thủ tướng và đồng sáng lập viên Đảng Tự do Nhân dân, không có tên trên lá phiếu vì Bộ Tư pháp hồi đầu năm nay không cho phép ông ghi danh ứng cử. Các nhà thăm dò dư luận dự đoán Đảng Thống nhất Nga hiện giữ 315 trong số 450 ghế quốc hội sẽ thắng cử kỳ này, nhưng chỉ với một đa số nhỏ. Theo Levada Center, Đảng Thống nhất Nga sẽ chỉ chiếm 53% số phiếu, Đảng Cộng sản tăng lên tới 20%, Đảng Dân chủ cấp tiến 12% và Đảng Nga chân chính 9%. Tuy nhiên, dù kết quả thế nào, thực tế vẫn như vậy vì Quốc hội Nga từ trước đến nay không làm ra luật mà chỉ chấp thuận những gì do Tổng thống và Chính phủ chuyển qua. Bản tin cuối là tin liên quan đến cựu Thủ tướng Thái. Ông Thaksin Shinawatra, cựu Thủ tướng Thái Lan đang lưu vong và bị lệnh truy nã, có thể được tái cấp sổ thông hành Thái Lan trong thời gian ngắn tới đây như một món quà năm mới của chính quyền hiện nay, theo lời Ngoại trưởng quốc gia này cho hay hôm thứ Sáu. Ông Thaksin hiện đang sống ở Dubai để khỏi bị bắt giam tại Thái Lan, có thể được cấp cho một sổ thông hành bình thường vì không có án lệnh nào của tòa đưa ra để hủy bỏ thông hành khi ông lưu vong năm 2008, theo lời Ngoại trưởng Surapong Towiwajakul. Chúng tôi đang xem xét việc cấp lại sổ thông hành cho cựu Thủ tướng Thaksin và chúng tôi dự trù có thể làm điều này trong vài tuần tới, theo lời ông Surapong tuyên bố với báo chí. Để có được sự công minh, chúng tôi đã duyệt xét lại tất cả luật lệ và thấy rằng đây là điều có thể thực hiện, đây có thể là món quà năm mới. Ông Thaksin, nhà tỷ phú ngành truyền thông, từng hai lần đắc cử thủ tướng và từng làm chủ câu lạc bộ bóng đá Manchester City của Anh và là một trong những kẻ đào tẩu nổi tiếng nhất trên thế giới, di chuyển nhờ vào một sổ thông hành của Nicaragua và Montenegro. Ông sang Anh ngay sau khi một tòa án Thái Lan xử khiếm diện và ra bản án 2 năm tù về tội lạm quyền vì giúp bà vợ cũ mua mảnh đất rất giá trị ở thủ đô Bangkok từ một cơ quan chính phủ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin Người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Ví dụ cái trang MDT.com hay là thương mại đó đây.